Rồi, bây giờ mình tiếp tục làm cái phần footer ở dưới đây ha các bạn ha. Ha. Rồi. Thì bây giờ cái phần mà nó gọi là cái axial, tức là cái phần bên trái, bên phải của mình á, nó xong rồi. Đúng không? Đó là phần này. Thì bây giờ mình lại đóng khung lại. Đóng khung lại. Xong. Và chuẩn bị mình đưa cái phần footer đi vô. Đúng không? Từ đây, các bạn thấy nè, phần header nè, phần section nè, tức là phần bên bên trái của mình nè, phần axial tức là phần bên phải của mình nè. Rồi, bây giờ để xóa cái định dạng của nó thì ở đây chúng ta dùng một cái đít ha. Rồi, xịt đít để chuẩn bị chúng ta đưa vô. Thì trên đây chúng ta xài một cái class ha. Cái class đó ban đầu thầy giới thiệu đó là class clear. À, chúng ta xóa để chuẩn bị chúng ta đưa cái phần footer vào trong đây. Vậy thì định nghĩa cái thẻ ngữ nghĩa của nó chính là cái footer. Rồi chúng ta sẽ xịt cái footer. Và trong đây bắt đầu lần lượt chúng ta sẽ đưa cái footer vào trong đây ha, theo cái hình ảnh minh họa ở đây. Tức là phần footer nó đưa một cái logo là trung tâm tin học ha, phần bên đây nó làm một cái div, trên đây cái div nó bo hai góc ở trên đây nó bỏ cái nội dung ở trên đây là giới thiệu về cái trụ sở của trung tâm, đúng không ạ? Và ở đây nó có một cái div con thì làm góc bên đây thôi, và phần này là nó gạch đứng. À, chẳng hạn này thì ở đây thì các bạn thấy nó chia làm hai phần, cũng giống như ở vợ trên trên thằng này. Tức là chia hai phần nhưng mà hai phần này nó sẽ đều với nhau. Tức là ở trên đây á thì cái phần này 50, phần này 50, nó chia đều. Thì trên phần này nó lại chứa hai thằng, một cái thằng mai và cái thằng deep ở dưới đây. À, nó chưa làm hai phần, phần ở đây nó chứa một cái deep lớn ở đây. Thì tổng cộng trên cái footer này là mình nó cộng có ba cái, đúng không ạ? Tức là ở đây là cái phần footer này. Đây thì nếu mình coi kỹ ngay chỗ này thì nhắc lại ha, thì đây là cái footer. Ở trên cái footer này nó có một cái div, nó có hai cái div chia ra. Thì cái div bên đây á, là cái div footer, mà footer là bên bên left, còn bên đây á, footer là bên bên right. Bên cái footer bên đây thì nó bỏ cái hình ảnh đi vô ha, và một cái div nhỏ nhỏ làm chỗ này, mà nó có bo cái góc ở đầu. Rồi cái đây thì không bo ha. Rồi ở đây thì nó bo hai góc ở trên, và nó có hở chút xíu cái div con của nó, hở xíu ở đây. Nó có cái clip lớn, trong cái clip lớn này nó có cái clip con của nó ở đây. Đó, thì bữa nay mình bắt đầu là mình phân tích cái này để mình đưa vô cái phần ở đây. Thì trên cái thằng clip footer này á, thì bây giờ mình cho một cái clip. Mình cho một cái clip. Rồi, ở đây mình sẽ xịt clip ha. Rồi. Thì mình ở đây là mình phân tích ra ở đây mình sẽ có hai cái clip. Về. Thì ở trên đây á là cái mình sẽ xài một cái định danh, cái ID. Thì trên cái ID này á, mình sẽ cho nó cái gì ở đây ạ? Tức là cái footer, mà footer left ha. Rồi. Và bên đây á, cái định danh bên đây là một cái footer right. Mình chia cái div mình ra để quản lý hơn. Thì ở đây cũng là cái footer right. Ở trong đây á thì bắt đầu mình mới bỏ cái hình đi vô ha, và một cái div đi vô trong đây để mình vắt vít ở chỗ này đó, mình chia ra ha. Rồi vậy thì bây giờ mình phải có định dạng cái phần footer trên cái trang Photoshop, thì cái phần content này xong đã hết đúng không? Bây giờ mình phải note ngay chỗ này, tức là bắt đầu là tới cái phần đó là phần footer. Thì trên cái phần footer này mình định đang định dạng hai cái ha. Cái thứ nhất là cái footer left. Nếu định danh thì là ID. Đó à, rồi footer left. Thì tương tự mình chắc chắn là mình sẽ có một cái gì? Cái footer right. Rồi ok, mình có hai cái định danh này ở đây để chuẩn bị mình làm cái hàng này. Rồi cái việc đầu tiên là mình chèn cái hình vô trước ha, một cái hình mây. Thì trên cái hình mây này mình cho một cái sụt đó à. Rồi mình browse lên mình lấy cái hình, thì cái hình nó nằm trong cái một hình mây, và mình lấy cái biểu tượng của cái thằng đó là gì, trung tâm tin học đó à. Đây, trung tâm
người nào để mình lấy cái hình này mình chèn vô đây nè ha. Thì ở đây mình chọn chức năng ok trước đi ha, ok để mình lấy cái hình vô. Rồi mình đóng cái hình lại. À, mình đang lấy cái hình để mình định dạng cái chữ trung tâm tin học này nè, đúng không? Lấy cái hình vô ở đây. Rồi bây giờ mình chạy lên đây mình coi cái hình mình có chưa ha. Thì ở đây mình có cái hình rất là lớn, hình rất là lớn, đúng không ạ? Hình lớn như thế này. Rồi vậy thì trong cái footer lab này á, và bây giờ mình chia cái tờ ra cái gì ở đây. Thứ nhất là cái width của nó, cái width của nó. Hồi nãy cái khung của mình là 960, bây giờ mình chia đôi, 960 chia đôi ha. Rồi 400, 480, mình sẽ được 480 này, chỗ này 480 pixel. Và ở đây mình sẽ làm cái động tác là load, load lab, đúng không ạ? Rồi một cái thì thằng này cũng là width của nó ở đây ha, width của nó thì mình cũng cho nó là 400, 480. Rồi nó cũng là plot, plot lab này. Rồi hai cái thằng này. Rồi bây giờ bắt đầu mình định dạng cái hình, tại vì giờ cái hình nó quá bự so với ở đây, đúng không? Cái hình quá bự. Rồi, mình sẽ định dạng cái hình ở đây. Thì trên cái lót là lép này nó có một cái hình mây, mình copy nó xuống. Rồi thì đây bắt đầu cái hình mây. Rồi thì trên cái hình mây này á, mình muốn cho nó bắt vít ngay chỗ cái tại cái tọa độ nào đó cũng đây, đúng không ạ? Rồi cái thuộc tính thứ nhất ha, mình cho nó cái thuộc tính là deep display, mình chọn nó cái lock ha. Rồi bây giờ mình canh nó quick. À, tức là cái độ của nó mình cho nó khoảng độ 50 pixel. Rồi sau khi mình bổ sung cái thuộc tính này mình ra coi cái mây mình nó thay đổi như thế nào. Rồi rất là nhỏ nằm ở chỗ này, đúng không ạ? Rồi bây giờ 50, xin lỗi nha, 50 phần trăm ha. Cho nó 100, tức là phân nửa của cái hình. Cho nó phân nửa của cái hình. Rồi bây giờ kế tiếp mình sẽ canh nó vô chính giữa ha. Thì canh vô chính giữa thì ở đây mình sẽ dùng cái mặt margin thì cũng là không và là ô auto tự động canh giữa cái hình. Rồi sau khi mình canh giữa cái hình thì mình thấy rõ ràng là cái background lab này nó bị, thì bây giờ mình đổ cái màu cho cái background đó ha. Rồi background thì lúc này mình cho nó là cái thằng FFF, đúng là ba số trắng, và nó ra được cái màu trắng, rồi được chưa? Xong rồi ha. Rồi bây giờ cái thứ hai nữa là mình sẽ làm một cái deep, nó nằm dưới đây, nó bo ở đây, nó bắt từ đây qua đây, đúng không ạ? Rồi giờ tiếp tục, vì sau khi hình mây mình có rồi, bây giờ mình sẽ bỏ một cái deep nằm chỗ này, deep, xuyên deep. Thì bây giờ mình sẽ xài một class, class đó đi. Chẳng hạn như là cái class đó là cái khung, cái khung này là cái khung bên, khung bên bên cái footer lab, cái khung của cái footer. Rồi mình copy cái class này đi vô, rồi qua bên cái default này. Mình đang nói về cái footer, cần thành về dán nó vô, và đây nếu là nó class thì chấm. Cái thứ nhất là trên cái khung này mình cho nó cái thuộc tính là gì, background color là một cái màu xanh, đúng không ạ? Màu xanh. Rồi cái padding của nó ha, mình cho nó khoảng độ là ví dụ như bây giờ đó top right, cái padding bên trong của nó ha, mình cho nó khoảng độ dùng 10 pixel thôi, 10 pixel như là không pixel. Rồi giờ mình chạy ra mình coi cái deep của mình nó ra như thế nào. Chạy thì lúc này mình sẽ không thấy cái deep mình nó hở ra chỗ này, đúng không? Không thấy cái deep thì làm sao bây giờ cho cái deep nó cao lên, đúng không? Thì mình cũng đã làm canh cái bạc đinh của nó ha. Thì bây giờ mình nhớ cái deep cao lên là nó có thuộc tính gì, 2. Thì ở đây 2 mình cho nó khoảng độ là 25 pixel. Rồi.
Rồi mình cũng chưa thấy cái deep mình luôn đúng không ạ? Chưa thấy cái deep mình luôn. Và bây giờ mình coi cái deep bên đây. Mình chưa có lưu. Nãy giờ mình chưa có lưu của nó ở đây. Xin lỗi nha. Cái điều đáng tiếc xảy ra thường ở trong mình đó. Mình không có lưu. Rồi sau đó mình lưu thì mình thấy cái deep mình nằm đây. Rất là cao đúng không ạ? Và cái deep này người ta không có cần cao vậy đâu. Rồi. Mà nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ mình bỏ cái thằng bạch đinh này đi. Hai này đi. Mình sử dụng cái bạch đinh của nó thôi. Rồi thì mình có được cái này. Rồi bây giờ làm sao các bạn nhớ là mình làm cái bốc đổ ngay chỗ cái góc này không ạ? Đổ ngay cái góc này thôi. Đúng không ạ? Rồi. Bây giờ mình cho cái thuộc tính của nó vô. Rồi bắt đầu là gì? Web, web kick. Thì ở đây nó gọi là cái border gì? Border ra radius. Phải không ạ? Rồi trên cái border radius này, cái góc đầu tiên mình cho nó khoảng độ 15 15 pixel. Mấy thằng khác thì làm gì? 0, 0 pixel, 0 pixel. Đúng không ạ? Rồi. Rồi mình chạy lên coi nó bò chưa. Rồi nó đã bò cái góc này chỗ này. Đúng không ạ? Giống như hình ảnh ở đây. À, mình nhìn kỹ thì ở đây nó có cái bò cái góc đó. Bò cái góc này chỗ này. Rồi xong cái deep bên đây. Bây giờ mình lo chuẩn bị cái deep bên đây. Đúng không ạ? Mình lo tới cái phần deep bên đây. Rồi, thì thường mình sẽ làm thêm một cái nữa. Tức là cái border. Border. Mà border này là border radius. Ở đây mình copy cái này xuống. Cho cái browser nó chạy. Thì là cái phần left mình xong rồi, tức là phần left mình có được cái này, cái này. Vậy thì cái phần bên right bên đây mình chuẩn bị cái gì, đưa cái thông tin nội dung vô ở trong đây, thì nó đưa vô bằng một cái deep, một cái deep của nó đúng không ạ? Đưa vô bằng một cái deep. Bây giờ thầy ở đây thầy sẽ cho một cái deep vào trên cái right này ha. Để về xuyên cái deep. Thì lần lượt thầy sẽ đưa cái nội dung vào trong chỗ này ha các bạn ha. Rồi để nội dung ở đây thì chúng ta qua cái này ha. Thầy sẽ cung cấp cái phần này cho tụi con để tụi con làm bài. Ok. Rồi mình đưa nó vào trong đây. Rồi mỗi thằng như vậy là mình có thể là xuống cái tắt là gì, b br để cho nó xuống hàng đúng không ạ? Thằng này sẽ là xuyệt br, xin lỗi nha, nó lại là xuyệt xuyệt deep ở đây là b br đúng không ạ? Rồi ở đây sẽ là cái b br. Rồi thằng này sẽ là b br. Rồi bây giờ mình chạy lên mình coi cái nội dung mình nó được đưa vào chưa cho cái deep bên này. Nó đơn nó đang đưa nè đúng không ạ? Nó đang đưa vào trong đây. Rồi giờ bắt đầu chắc chắn là mình sẽ có cái gì, cái footer ở đây có thêm một cái deep. Vậy thì cái deep dot line này nè đó. Bây giờ đầu tiên mình sẽ định dạng thêm cái gì nữa. Mình cho một cái background vào đây. Background thì ở đây mình sẽ cho cái màu là gì, màu trắng. Rồi thì ở đây mình coi nó có màu trắng. Và giờ vấn đề là mình định dạng cái deep, định dạng cái deep của mình ở đây đúng không ạ? Thì bên đây mình sẽ cho nó dạng một cái class ha. Rồi cái class này hồi nãy mình nói là khung footer left, thì bây giờ nó là một cái khung footer right. Nó là khung footer right. Ctrl C mình copy nó vô nha, save lại cái này. Rồi mình qua bên đây. Đó là cái lá sự chấm Ctrl V là cái lá ở đây. Rồi cái thứ nhất là bây giờ mình cho nó cái background, background color mình cho nó là một cái màu màu xanh ha, có màu xanh nó giống như cái màu của trên cái thằng led bên đây đúng không ạ? Và chắc chắn là cái color của nó ha, color của nó đây thì mình sẽ cho nó là một cái màu màu trắng ha. Rồi có thể là cái phông mình cho nó in đậm,
xin lỗi, không quay. Cái phông này thì mình lấy có thể là phông quay ha, mình cho nó khoảng độ 800 ha các bạn. Rồi giờ mình ra mình coi cái của mình ở đây. Rồi mình có được cái này. Và vấn đề bây giờ mình mới bo, mình đẩy cái này vô. Đúng không? Bo góc và đẩy này vô. Rồi. Vậy thì giờ bằng đẩy vô đây á thì nó là bên trong. Thì ở đây mình cho nó cái bạch đinh. Thì đó mình cho nó khoảng độ 5 pixel và đẩy vô. Trên dưới. À, nó hở ra, đúng không ạ? Rồi. Nhưng mà coi chừng cái bạc đinh, nếu mà đẩy nhiều quá đó thì sao, cái bạc đinh này nó thụt ra, nó hở cái này lên nhiều, đúng không ạ? Thì lát nữa mình sẽ tính sau ngày chỗ này. Bây giờ vấn đề là bây giờ mình làm bo gốc. Bo gốc thì cái bo gốc của nó thì ở đây mình sẽ dùng cái web kit ha. Rồi nó là cái gì ạ? Thuộc tính gì ạ? Bo border ra radius, đúng không ạ? Bo radius. Bây giờ mình bo cái nào thì mình dồn tỉ ở chỗ này, thì người ta bo ở hai phần ở trên ha, tức là top mà top left top right, ở dưới người ta không bo, đúng không ạ? Rồi vậy thì ở đây á, nếu mà top left mình cho nó là 15 pixel, thằng này sẽ là xài 15 pixel, thằng này là 0 pixel, thằng này là 0 pixel. À, thì mình bổ sung thêm một cái thuộc tính nữa là cái border. Border radius ha. Rồi mình copy này xuống. Rồi mình chạy. Đây. Thì mình thấy bây giờ cái trụ sở của mình đang làm rất là đẹp ở đây. Đúng không ạ? Nhưng mà còn cái dòng này thôi. Cái này. Đúng không ạ? Vậy thì hồi nãy ở trên đây của mình nè, khi mình định dạng á, mình cho nó là BR, thì có thể giờ mình bỏ vô một cái gì đó để mình đẩy nó vô chỗ này. À, đẩy nguyên cái đống này đi vào bên trong ha. Muốn vậy thì giờ mình qua cái B cũng được, cũng đâu có sao, đúng không ạ? Mình cho nó cái B. Thì ở đây mình sẽ là gì? Shift B, mình đẩy cái B này vô ha. Thì ở đây mình có cái B. Thì giờ mình canh cái B. À, mình định dạng cái B của cái lát footer right mà của B mình đây. Rồi, cái lát ha. Footer right. Của ai ạ? Của B. Rồi. Vậy thì bây giờ mình muốn đẩy ở bên trong thì ở đây mình sẽ dùng cái đó là cái padding. Đúng không ạ? Cái padding của nó. Ở đây mình cho nó khoảng độ 5 pixel. Cho thấy được cái trụ sở Nguyễn Cừ, đó điện thoại 27 Nguyễn Cừ này. Ở đây là cái xong cái phần mà nó gọi là cái website ha. Website của mình đã xây dựng xong, thì các bạn thấy ở trên cái trang chính của nó là cái trang mà demo nãy giờ của mình đây đó, thì nó cũng tương tự như cái trang của mình ở đây, đúng không ạ? Đúng chưa, đúng không ạ? Xem đúng không, làm khó không? Nãy giờ làm rất là nhiều, thầy quay 4 phim thì mới được cái này. À, 4 phim thì tụi con phải coi từng phim một, phần header, phần bên đây là phần content của left, bên đây là content của right, và cuối cùng là cái phần footer, đúng không ạ? Rồi cuối cùng mình để cân chỉnh lại chút xíu, thì mình thấy hiện giờ cái này nó hơi hở so với cái lề bên đây. Rồi, chẳng qua là lúc đó mình chưa canh được cái hình, thì cái nội dung mình bỏ vô như thế này. Bây giờ mình muốn canh cái hình á, thì bây giờ mình mới bật cái chuột phải ra, mình kiểm tra cái phần tử, mình cho cái hình bự lên chút xíu, thì tự động nó sẽ đẩy cái thằng này xuống. Thì hiện giờ cái hình quyết của mình hiện giờ đang cho nó là 50. Bây giờ mình tăng nó lên ha, tăng nó lên. Thì khi mình tăng lên là tự động nó gì, nó đưa cái hình mình lên. Đó. Nên mình coi nữa xíu nữa ha. Rồi. Rồi. Vậy thì nó khoảng độ 72%. Đúng không? Và nó liền bên đây luôn, nó đẹp như thế này. Thì lúc đó mình chỉnh vô trong cái default sẽ deadline 234 ha. Rồi. Và line 234. Đây. Footer left ha, mặt của hình mây. Thì lúc đó mình ghi nhận là cái tham số từ đây.
tức là 72% ha, mình chèn vô trong đây. Thì lúc đó mình chạy lại cái website mình, mình sẽ thấy nó đẹp, thì ở đây thì cho nó khoảng độ 72 cái phần trăm. Rồi thì lưu lại ở đây đúng không? Rồi thì chạy, rồi bây giờ thầy đóng lại cho này đó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có một website hoàn chỉnh đúng không ạ? Trên website hoàn chỉnh này, vậy thì bây giờ đúc kết lại là các bạn thấy khi mình tạo ra một cái layout thì các bước mình phải làm từng từng bước một, và mình kiểm nghiệm từng phần một, đừng đừng đổ ồn ồn vào ha, thì lúc đó mình khó khó biết được là mình đang đang sai chỗ nào và đúng ở chỗ nào. Đó, tức là theo cái phương pháp của thầy á thì mình làm theo chia từng từng phần, thì các con thấy ha, và cái setup này nó cũng viết theo cái từng phần của nó, đó là phần footer xong rồi, có thể là phần ở trên là phần còn content ha, rồi có thể là phần header chẳng hạn đó, tức là mình chia nhau mình viết. Rồi trên cái source code này thì rõ ràng cuối cùng nếu như mà cái phần footer này mình đóng lại, thì mình chỉ còn lại đúng như cái phân tích ban đầu của thầy, tức là phần header trong đây nó có trái, bên đây nó có phải, bên này nó có cái chân trang, và cuối cùng mình có một cái clip lớn nằm ở ngoài đó. Thì cuối cùng là mình cũng hoàn thành được cái trang quảng cáo của mình ha, trang quảng cáo so với cái trang quảng cáo chấm chánh gốc. Rồi thì từ lấy từ bên đây ra, thầy đưa qua bên đây, thầy hướng dẫn tụi con làm cái chỗ này, cái bắt bít ở đây ha. Thì hy vọng các bạn sẽ làm tốt và hoàn thành cái bài tập cái cuối cùng của trong cái module module không. Chúc các con làm bài tốt và học tốt nha.